Xin kính chào quý vị đang trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng. Và như đã hứa thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cách kỹ hơn về cái công nghệ, cái gói công nghệ sensing được trang bị trên Honda CR-V mới 2020 vừa ra mắt. Đây là cái công nghệ tiên tiến nhất và được trang bị lần đầu tiên trên những cái mẫu xe của Honda tại Việt Nam. Và mẫu xe đầu tiên được trang bị đó là Honda CR-V 2020. Honda Sensing là cái công nghệ hỗ trợ người lái an toàn tiên tiến nhất của Honda được trang bị trên Honda CR-V 2020, thì nó có 5 cái công nghệ nó được tích hợp trong cái gói này. Thứ nhất đó là cái hệ thống phanh giảm thiểu va chạm. Cái thứ hai là cái hệ thống đèn pha thích ứng. Cái thứ ba là cái kiểm soát hành trình thích ứng. Cái thứ tư là giảm thiểu chệch làn đường, cũng như là cái thứ năm đó là cái hỗ trợ kiểm soát để mà giữ làn đường, giúp chiếc xe giữ đúng cái làn đường khi mà di chuyển. Và cách này cách khác thì những cái công nghệ này nó cũng được trang bị trên rất là nhiều mẫu xe mới hiện nay cũng như là trước đây nữa. Và hiện nay thì nó đã được trang bị trên Honda CR-V mới 2020. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp trực tiếp trải nghiệm những công nghệ này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những cái công nghệ này. Tiếp nối thành công của Honda CR-V thế hệ thứ 5 tại Việt Nam, phiên bản mới Honda CR-V 2020 vừa được Honda Việt Nam ra mắt vào cuối tháng 7 với thông điệp khai phá giác quan thứ 6, đem lại cho khách hàng những giá trị mới, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn cảnh báo và bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro khi di chuyển trên đường như một giác quan đắc lực. Honda CR-V 2020 với nhiều cải tiến đột phá về công nghệ an toàn tiên tiến chắc chắn sẽ khiến cho khách hàng có một cái nhìn mới về chuẩn mực SUV nhờ các giá trị nổi bật, an toàn, mạnh mẽ, tiện nghi và cao cấp. Thay đổi lớn nhất trên Honda CR-V 2020 là Honda Sensing, hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu tiên được trang bị trên dòng xe ô tô Honda tại Việt Nam. Hệ thống này bao gồm 5 công nghệ: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, hệ thống giảm thiểu chệch làn đường và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Thưa quý vị, một trong những cái công nghệ trên Honda CR-V mới đó, trong cái gói Sensing thì nó có cái hệ thống hỗ trợ giảm thiểu chệch làn đường. Thì khi mà quý vị lái xe trên đường mà mình cán cái vạch kẻ đường đó thì cái chiếc xe nó sẽ cảnh báo và nó để mình di chuyển cái chiếc xe nó về đúng cái làn đường của mình. Thì đây cũng là một cái công nghệ khá là phổ biến hiện nay trên những cái dòng xe mới hiện nay. Đây là một trong năm cái công nghệ hỗ trợ trong cái gói công nghệ Sensing của Honda CR-V mới 2020. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc, giúp việc lái xe thoải mái hơn. Cùng với việc được thích ứng với giải tốc độ thấp, hệ thống giúp mở rộng khả năng duy trì khoảng cách kể cả trong tình huống phương tiện phía trước dừng lại. Cái công nghệ kiểm soát hành trình chủ động ở trên Honda CR-V mới, tức là khi quý vị set ra một cái tốc độ nào đó thì khi mình di chuyển nó thì nó sẽ nó đo cái khoảng cách với cái xe phía trước để nó di chuyển theo cái tốc độ xe phía trước. Ví dụ xe tốc độ phía trước chạy nhanh thì nó sẽ chạy nhanh, chạy chậm thì nó chạy chậm, đúng không? Tuy nhiên cái mức độ này của mình là low speed follow nó chỉ tối đa max là 30. Tốc độ tối thiểu là 30 km/h. Đó, bây giờ tôi không có can thiệp gì vào chân ga hết và xe nó tự động nó di chuyển theo cái chiếc xe phía trước. Ở cái tốc độ này là tối đa là 30 ạ. Tối đa là 30 km. Tối đa gần tốc. Còn tốc độ cao thì mình sẽ ra ngoài cao tốc. Bởi vì chúng tôi đang thử xe ở trong cái khu vực giới hạn, thành ra là mình chỉ set cái tốc độ 30 thôi. Còn khi quý vị đi trên đường cao tốc thì tất nhiên là cái tốc độ nó sẽ cao hơn. Và bây giờ xe phía trước ngừng thì xe này nó cũng đã tự động nó ngừng lại rồi. Khi mà cái chiếc xe phía trước họ rẽ hoặc là họ di chuyển theo hướng khác thì cái chiếc xe này nó sẽ setup lại cái trạng thái bình thường. Rất là hay thưa quý vị. Và như vậy là tất cả những cái công nghệ này nó nhờ cái hệ thống radar ở phía trước xe cũng như là một cái camera gắn ở phía trên xe được trang bị trong cái gói Sensing. Quay đầu cái gói công nghệ rất là mới trên Honda CR-V. Hệ thống giảm thiểu va chạm,
cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại. Thì em là Lộc ở Điện Biên, Hoàng Đại, Việt Nam. Thế nên em sẽ lái chiếc xe để cho anh chị trải nghiệm về chức năng này. Thì chức năng này nó mục đích là giảm thiểu va chạm cho người lái và hành khách. Nó không có chức năng là hỗ trợ đánh lái gì cả, hay hỗ trợ phanh. Khi mà có va chạm, gần đến va chạm thì sẽ có màn hình hiển thị trên, sẽ có hình ảnh hiển thị ở trên đây cảnh báo trên đồng hồ công tơ mét, và sẽ có tiếng kêu. Nếu mà người lái mà quên không phanh sẽ hỗ trợ phanh cho mình. Giờ mình sẽ đi tốc độ 20 đến 25. Hệ thống đèn pha thích ứng tự động. Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường. Honda CR-V là một sản phẩm chiến lược của Honda Việt Nam. Honda CR-V tự hào là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV trong năm 2019, với doanh số kỷ lục hơn 13.000 xe giao đến tay khách hàng. Tiếp tục duy trì những giá trị nền tảng đã tạo nên thành công của CR-V như mạnh mẽ, tiện nghi và cao cấp, Honda CR-V 2020 với những cải tiến đột phá về công nghệ chắc chắn sẽ khiến cho khách hàng có cái nhìn mới về chuẩn mực SUV. CR-V 2020 là mẫu xe ô tô đầu tiên của Honda Việt Nam được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing. Với Honda CR-V mới cũng như tất cả các sản phẩm khác của Honda Việt Nam, chúng tôi hy vọng sẽ được khách hàng đón nhận và lựa chọn. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm của khách hàng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của sản phẩm. Hy vọng Honda CR-V 2020 sẽ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời cùng gia đình và bạn bè trên mỗi hành trình. Honda CR-V 2020 được Honda Việt Nam lắp ráp và phân phối chính hãng với 3 phiên bản L, G và E. Xe được trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít VTEC Turbo với công suất cực đại lên đến 188 mã lực tại 5.600 vòng một phút, tương đương với động cơ 2.4 lít khí nạp thông thường, nhưng vẫn thân thiện với môi trường với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 6,9 lít trên 100 km. Bên cạnh đó, phiên bản mới Honda CR-V 2020 còn được trang bị Honda Lens Watch, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần 4 lần so với chỉ sử dụng gương phía hành khách. Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ cũng được áp dụng cho cả 3 phiên bản L, G và E. Với những thế mạnh về công nghệ, Honda CR-V 2020 đã vinh dự đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, chương trình đánh giá xe mới của Đông Nam Á. Xe có giá bán lẻ đề xuất như sau.